Anh nói cái này mà nhìn vô là bảo đảm không thể nào phân biệt được. Em có thấy hình chưa em? Đấy rồi, quá đẹp luôn ơi. Đêm nay Tuấn Hưng sẽ cùng với JV, Huy Mi và Dơ Leo sẽ giúp cho Hoàng Kính vượt thử thách khuấy động cuộc vui bóng đá. Các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Em, dậy đi. Xem kìa, có chuyện này lạ lắm. Ngoài kia có tuyết kìa. Xem đi. Em nhớ gì không? Em hứa với anh á, nếu mà ở đây có tuyết á thì em sẽ cho anh đi vào lúc nửa đêm để xem trận Champions League với đám bạn thân đó. Em nhớ không? Nhớ không? Anh. Cái này em làm hả? Anh làm với ai? Bye bye. Chúc mừng Hoàng Kính và những người bạn. Các bạn đã có được những tấm vé VIP để tham dự đại tiệc bóng đá của Heineken. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trận chung kết UEFA Champions League vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Nào, xin mời, come on, let it.